hôm nay có một vị đồng nghiệp nữ mới tới, chúng ta cùng vỗ tay hoan nghênh em Matcha. Ê chồng, sao tim mày nhảy ra ngoài vậy? Đâu có đâu Dựa ơi. Em mới tới, chị muốn hỏi em một câu hỏi. 1 + 1 bằng mấy? Em không biết. Sao em làm khó người mới vậy? Vậy mày trả lời thay nó đi. Được, anh trả lời thay cô ấy. Trả lời đi. Khi bạn gái bảo đợi một chút, bắt tay, còn bao lâu nữa tới về bắt tay? Nhanh lắm, mấy chục ngàn km nữa. Mấy chục ngàn km? Anh yêu, bây giờ anh xuống lầu đón em đi. Em tới rồi hả? Sắp tới rồi, bác tài nói rẽ một cái là tới rồi. Ok, anh xuống liền. Anh yêu sao thế? Em yêu, em ở đâu vậy? Anh đứng đó đợi em một lát, em tính liền. Anh yêu à, em tới rồi, anh ở đâu vậy? Đã lâu không gặp. Ba ơi, cô ta là ai vậy? Con ghế cũ của ba. Khi dẫn bạn gái ra ngồi chơi. Hey, thời tiết đẹp quá. Em yêu, em chuẩn bị xong chưa? Baby, đợi em một chút em xong liền. Chuẩn bị xong thì kêu anh. Ok baby. A few moments later. Baby, em xong rồi. Em xong rồi hả? Đi thôi. Hóa ra là mày chọn cái chết. Xe shop xin chào. Áo này đẹp quá. Có việc gì cứ gọi em nha. Wow, áo này hợp với mình quá đi mất. Em ơi, áo này bao nhiêu vậy em? Ờ, cái đó là mẫu mới. 9.999.000. 9 triệu. Dạ vừa suy nghĩ mới được. Sao cũng chưa đi nữa vậy trời. Nếu chị thích thì có thể thử. Ừ. Chờ xíu thì kiếm cái khẩu trang đã. Của ai đây ta? Chắc là của mình rồi. Ra liền đây. Anh có biết bạn trai cũ của em không? Biết chứ. Thằng đó xấu hơn anh nhiều. Nhưng mà anh ấy có một điểm hơn anh. Tốt hơn anh chỗ nào? Bạn gái cũ của anh ấy rất đẹp. Bạn gái cũ của anh cũng. Lên thiên đàng, lên thiên đàng, lên thiên đàng nè. Lên thiên đàng, lên thiên đàng, lên thiên đàng nè. Em có yêu anh không? Tất nhiên là yêu rồi. Vậy em cho anh xem điện thoại đi. Nè, anh xem đi. Mật khẩu. Là sinh nhật em. Lên thiên đàng, lên thiên đàng, lên thiên đàng nè. Lên thiên đàng, lên thiên đàng, lên thiên đàng nè. Mày có biết sai chưa? Tao cho mày 1 tiếng, bước vào phòng suy nghĩ cho tao. Oh my.
Tao cho mày một cơ hội nữa, mày tính lại cho tao. Con biết rồi, là bằng ba. Sao lại bằng ba được? Hôm qua tao đã dạy mày rồi. Thôi được rồi, từ từ mà dạy. Em đừng nổi nóng với con như vậy chứ. Anh giỏi thì lại dạy nó đi kìa. Suốt ngày chỉ biết ngồi đó thôi. Con cũng đâu phải một mình tôi đẻ ra đâu. Được rồi, để anh tới dạy nó. Được rồi, đừng khóc nữa. Chỗ nào con không biết, ba dạy con. Câu này con tưởng tượng. Ví dụ, con có một cái bánh, bạn con có một cái bánh. Ơ, con hiểu rồi. Ba ơi, sau này ba tới dạy con học được không? Mẹ không dữ quá. Tất nhiên là được rồi. Hình như phương pháp dạy con của mình sai thật rồi. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi? 1+1=2. Bằng 2. Nhưng rõ ràng là bằng 3 mà. Mày là con của ai mà mày ngu chứ con bò vậy? Con là do tôi đẻ ra là của tôi. Ba nói bậy, tôi cũng có phần, con là của tôi. Trong yêu à, em chỉ là của anh mà thôi. Lần đầu gặp mặt bạn gái. Chán quá, hay là chúng ta chơi một ván game đi. Được được, các em nên thách đấu đi. Em nói là chắc anh chơi game rất giỏi. Không có, anh gà lắm, em không để ý là được. First blood. Em xem, anh đã nói là anh gà lắm rồi mà. Không sao cả. Thằng ấp chó, chơi game gà như thế còn dám hẹn tao ra để uống trà sữa á. Không sao, chúng ta chơi tiếp một ván nữa đi. Chơi tiếp cái đâu mày? Mình ế bởi vì ông trời sẽ sắp đặt cho mình một người tốt hơn. Một đứa tốt hơn. Mày thật sự nghĩ như vậy sao? Mắc cười chết đi được. Em đi xin mẹ 200.000. Chị dẫn em đi ăn gà rán. May mà mình không đi xin. Chọn màu nào đi ta? Vừa đủ 1mm. Con gái sau lễ. Giờ à, lễ này em muốn anh tặng gì nè? Tặng quà cho em á hả? Người ta cái gì cũng không cần, chỉ cần các anh là đủ rồi. Baby à. Tặng quà. Năm nay anh ấy tặng quà cho mình, thì năm sau anh ấy có còn tặng nữa không? Anh ấy có thể kiên trì bao lâu? Mình rất sợ có một ngày mình đã quen với việc anh ấy đối xử tốt với mình. Anh ấy đột nhiên cắm sừng trên đầu mình. Mình sẽ chịu không tính nổi đâu. Chia tay đi. Không tặng quà. Tiếng một bông hoa cũng không có. Chi Chi à, mày đang nhớ, mày là một người phụ nữ độc lập, từ chỗ về kinh tế. Không cần ai phải mua cái gì cho mày. Tình cảm không phải dùng vật chất để đong đếm, mà phải dùng trái tim để đi cảm nhận. Hoa và quà đều là những thứ hư vô thôi. Tấm lòng mới là quan trọng nhất. Chia tay.